Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều cách xem truyền hình trên máy vi tính. Thông thường, nếu chúng ta có đường truyền Internet tốt, chúng ta có thể vào những website cho xem truyền hình trực tuyến. Cách này thì ai cũng có thể làm được. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách khác là sử dụng thiết bị phần cứng, thường được biết với tên là TV card hay là USB TV Turner. Với cách này, ngoài việc các bạn xem chương trình truyền hình, các bạn còn có thể ghi lại và lưu trữ những chương trình truyền hình mà mình thích. Và như tôi đã nói ở trên thì có rất nhiều loại thiết bị hỗ trợ xem truyền hình trên máy vi tính. Nếu các bạn dùng giao tiếp USB thì ưu điểm của nó là dễ dàng di chuyển, nhưng khuyết điểm của nó là đòi hỏi máy tính của các bạn cấu hình phải cao. Trong chuyên đề ngày hôm nay tôi sẽ sử dụng một thiết bị giao tiếp là PCI của hãng Aver Media. Điều đầu tiên khi mua thiết bị này về là bạn kiểm tra xem nó có đầy đủ các phụ kiện theo sách hướng dẫn hay không. Đây là card Aver TV Hybrid Super 007. Phụ kiện của card này bao gồm một card Aver TV, một đĩa CD cài đặt, một sách hướng dẫn cài đặt nhanh, một điều khiển từ xa. Đây là anten dùng thu sóng radio FM. Và đây là một cảm biến hồng ngoại để cho sử dụng điều khiển từ xa. Để lắp card TV này vào máy tính, trước hết các bạn hãy rút điện máy tính ra và mở thùng máy. Sau đó các bạn chuẩn bị đầy đủ các loại cáp của thiết bị này và cáp TV cũng như là anten của TV để cắm vào. Các bạn lấy card TV và cắm vào rãnh cắm mở rộng PCI trong máy tính này. Sau đó các bạn xoay máy tính lại. Và ở trên card này, các bạn đã thấy một số kết nối. Bây giờ các bạn hãy lấy cáp nhận tín hiệu hồng ngoại điều khiển từ xa để cắm vào. Sau đó, các bạn hãy lấy anten hỗ trợ thu sóng radio FM để cắm vào lỗ này. Tiếp tục, bạn lấy anten truyền hình hoặc là cáp truyền hình để cắm vào. Hai giao tiếp audio in và S video ở đây là dùng để cho các bạn kết nối với một cái thiết bị khác khi bạn muốn thu qua đường audio hoặc là đường S video. Việc lắp đặt card TV vào máy tính và kết nối các loại cáp hỗ trợ vào máy tính xem như đã hoàn tất. Bây giờ các bạn hãy mở máy tính lên và cho đĩa phần mềm cài đặt vào. Sau khi card TV của bạn đã được cài đặt đúng cách, các bạn khởi động máy tính lên thì có thể hệ điều hành sẽ nhận được card này và nó sẽ mở ra một tiện ích để các bạn có thể nhận diện card. Tuy nhiên các bạn hãy bỏ chọn không sử dụng tiện ích đó mà các bạn hãy bỏ đĩa CD vào máy để cho nó mở lên chương trình auto run của đĩa CD này. Và các bạn hãy chạy chương trình này. Ở trong chương trình trên đĩa kèm theo của Aver TV, các bạn hãy chọn vào mục Install Aver TV. Bây giờ chương trình trên đĩa CD của card TV kèm theo, nó sẽ cài đặt driver và cả phần mềm cần thiết. Các bạn tiếp tục nhấn vào nút Next trên chương trình cài đặt của Aver TV. Nhấn vào lựa chọn đồng ý với những điều khoản sử dụng và nhấn nút Next để tiếp tục. Cửa sổ tiếp theo, các bạn nên chọn ở phần Complete là cài đặt tất cả thành phần cần thiết hỗ trợ cho card TV của Aver Media. Sau đó lựa chọn Next. Bây giờ, chương trình sẽ tiến hành cài đặt tất cả các phần mềm cần thiết hỗ trợ cho card TV Aver Media của bạn. Chương trình cài đặt này sẽ cài vào máy tính của bạn bao gồm phần mềm Aver TV 6, chương trình đọc sách điện tử Adobe Reader và DirectX 9.0C trở lên. Nếu máy tính của các bạn đã có DirectX 9.0C trở lên thì chương trình sẽ không cài đặt nữa. Và chương trình sẽ cài đặt vào driver của card TV theo series của Aver TV Hybrid Super 007.
Nếu máy tính của các bạn có sử dụng chương trình Windows Media Center thì Evermedia cũng cài thêm một plugin cho chương trình đó. Và sau khi hoàn tất cài đặt, bạn nhấn vào nút Finish và khởi động lại máy tính của mình.